Thưa quý vị, cờ vàng cờ đỏ, cuộc chiến chưa kết thúc trong người Việt là tựa đề bài viết của tác giả Bùi Văn Phú đăng trên đài BBC. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Sự kiện một em du học sinh từ Việt Nam sang Úc đang học cấp 3 trong một trường ở khu vực Sydney. Trong dịp 30 tháng 4 vừa qua, khi thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên đường phố, em này đã giật xuống, dẫm chân lên, cùng lúc có những lời phát biểu tục tiểu để nhục mạ lá cờ đó. Sau khi đoạn phim ghi hình ảnh của sự kiện được đưa lên mạng, cộng đồng người Việt tại Úc đã chính thức lên tiếng phản đối và yêu cầu giới chức trách nhiệm xử lý. Phía ủng hộ em học sinh này là những người cũng chống đối cờ vàng, đa số là thành phần dư luận viên đã ào ạt tấn công và đe dọa những người đại diện cộng đồng người Việt tại Úc. Việc em học sinh bên Úc nhục mạ lá cờ vàng, nhiều tranh luận đã được đưa ra, tập trung là phương diện pháp lý, là về quyền tự do phát biểu theo hiến pháp và luật pháp nước Úc. Sự việc đang được các giới chức thẩm quyền điều tra và sẽ có những quyết định trong những ngày tới. Tôi không hiểu về luật pháp Úc nên chỉ theo dõi và chờ đợi xem kết quả ra sao. Ở đây, xin nhắc đến vài trường hợp liên quan đến biểu tượng cờ trong xã hội Mỹ theo tinh thần luật pháp Hoa Kỳ. Cách đây vài năm, Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Berkeley thuyết giảng và có rất đông người đến dự vì ngoài là người lãnh đạo tâm linh của Phật giáo, Ngài là lãnh đạo tinh thần của dân Tây Tạng, Tibet, một vùng đất đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1951, khiến Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều người dân phải bỏ đi, phải ra nước ngoài sinh sống. Chính quyền Bắc Kinh hiện nay cấm dân treo cờ Tây Tạng trên đất nước một thời được xem như của họ. Ai vi phạm sẽ bị bắt giam, bị bỏ tù. Bắc Kinh cũng luôn lên tiếng phản đối và cảnh báo hậu quả cho lãnh đạo các nước khi đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và cái hôm mà Ngài đến Berkeley, thành phố, cho kéo cờ Tây Tạng lên một cột cờ của thành phố để chào đón. Hai buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma với cả vạn người đến nghe. Bên ngoài có nhiều người tập trung biểu tình phản đối với nhiều lý do khác nhau. Tại buổi nói chuyện ngoài trời ở Great Theatre của Đại học Berkeley, có người Hoa mang cờ đỏ với năm sao vàng đến phản đối. Rồi cũng có người gốc Tây Tạng mang bích chương biểu ngữ đòi tự do cho Tây Tạng, Free Tibet đến để ủng hộ. Hai người Hoa giương cờ Trung Quốc, rồi một anh lấy ở trong túi của anh ta ra một lá cờ Tây Tạng, vất xuống đất, dẫm chân lên và nhổ nước bọt vào. Hai người Tây Tạng thấy như vậy thì cúi xuống giật cái lá cờ ra khỏi chân người Hoa và bị anh ta giằng lại. Hai bên kéo lá cờ Tây Tạng kéo qua kéo lại, lớn tiếng cãi nhau một hồi khiến cảnh sát phải đến can thiệp. Anh thanh niên Tây Tạng phân trần rằng hành động của cái người Hoa đó là làm nhục lá cờ Tây Tạng. Ông cảnh sát giải thích việc làm của anh chàng người Hoa không có gì là vi phạm pháp luật, trừ trường hợp đốt cờ thì anh ta sẽ bị biên phạt. Cảnh sát còn nói với anh chị người Tây Tạng là họ không được lấy đồ vật của người khác, nếu không tuân thủ luật pháp thì cũng sẽ bị biên phạt. Mấy người Hoa đó lại tiếp tục giương cao lá cờ Trung Quốc, rồi lấy chân dẫm lên nhổ nước bọt vào cái lá cờ Tây Tạng. Có vài người Mỹ đang xếp hàng chờ vào nghe diễn thuyết đã tỏ ra không bằng lòng với những hành động đó. Họ nói với hai thanh niên người Hoa là không nên làm như thế. Nhưng mà hai cái thanh niên người Hoa này vẫn tiếp tục chà đạp cái lá cờ biểu tượng của Tây Tạng. Một người đàn ông Mỹ xếp hàng trước tôi nói với một người bạn rằng Chinese are very nice people. When talking about Tibet, they get angry and become very irrational. Có nghĩa là người Hoa thì dễ thương lắm. Nhưng mà khi đề cập đến Tây Tạng, họ nổi giận và trở nên mất lý trí. Cái chuyện thứ hai về lá cờ nhiều màu đại diện cho cái giới đồng tính tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Năm 2019, một người Mỹ tên là Adolfo Martinez, 30 tuổi, cư dân tiểu bang Iowa, là một người có đầu óc căm ghét những người đồng tính, nên đã giật một lá cờ của người đồng tính đang treo trước cửa một nhà thờ và đem đốt. Vì cái hành động này mà Martinez đã bị tòa xử án tù 15 năm vì hành vi của anh ta mang tính căm ghét người đồng tính. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã có phán quyết cho cái việc đốt cờ Mỹ là không vi phạm pháp luật. Nhưng mà nếu lá cờ đó là tài sản của một cá thể và việc đốt lá cờ là để thể hiện quan điểm chính trị của mình. Tuy nhiên, luật Mỹ ngăn cấm và trừng phạt những ai có hành vi mang tính biểu lộ sự kỳ thị hay phản ánh lòng căm ghét người khác vì không cùng giới tính, hay màu da, hay sắc tộc, hay tôn giáo. Và chuyện lá cờ vàng ba sọc đỏ ở hải ngoại.
Chuyện canh lá cờ vàng ba sọc đỏ ở hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, Úc và Canada là nơi mà có đông người Việt tị nạn cộng sản sinh sống đó, nơi mà có nhiều chính quyền địa phương đã công nhận cái lá cờ vàng là di sản của người Việt tị nạn cộng sản. Riêng tại Hoa Kỳ, trên 50 đơn vị hành chính từ tiểu bang, quận hạt và các thành phố có đông dân cư gốc Việt, thì giới chức chính quyền và các vị dân cử đều biết đến cái biểu tượng này. Trong các sinh hoạt cộng đồng, lễ Tết của người Việt đều có cờ vàng tung bay. Hôm 6 tháng Giêng vừa qua, khi có biểu tình và tấn công vào trụ sở Quốc hội của Mỹ để phản đối kết quả bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái, một số người Việt tham gia biểu tình đã đem theo cờ vàng. Bức hình với cái lá cờ vàng phất cao trước điện Capitol được truyền đi khắp thế giới. Đã có rất nhiều ý kiến phản đối hành động đem theo cờ vàng trong vụ xuống đường hôm 6 tháng Giêng. Đây cũng là một bài học cho những ai không sử dụng lá cờ vàng cho đúng cách và đúng lúc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh giữa hai phe quốc gia và cộng sản tại Việt Nam chấm dứt với kết quả phe quốc gia đầu hàng phe cộng sản. Lá cờ vàng không còn được công nhận trên đất nước Việt Nam nữa. Trong nước Việt Nam ngày nay, người dân nào mà đưa ra hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ là sẽ bị công an bắt giam và bị xử án bỏ tù. Nếu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hòa giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu hủy văn hóa miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy còn nhớ đến một đất nước của quá khứ. Tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ, nhưng so với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã tự do hơn bây giờ rất là nhiều.